Thưa tất cả bà con cô bác ở đây, tôi tên là Bùi Văn Hiển. Tôi là lấy người chị, thầy dâu lấy cô em 30 năm rồi. Tức là tình thân như anh em ruột. Nhưng mà nói thật, thầy dâu làm cái máy đó cho máy tôi không tin. Bà xã tôi không tin. Tôi nói cái điều này, trong này có bạn bè tôi nhiều rồi, làm chung chợ cũng như là đi tour du lịch Âu Châu kìa rồi đó, bạn tôi làm chung giơ tay kìa. Còn cô Thiên Nga ngồi thế nào, cô Thiên Nga? Thiên Nga bay. Thiên Nga ngồi thế nào? Đó, thì tôi mới đi tour du lịch Âu Châu với Thiên Nga trong cái nhóm sinh viên khoa học đó. Thì Thiên Nga nói với tôi nè, anh Hiển là ông già, lúc đó tôi đi như vậy. Đúng không Thiên Nga? Đúng không Phú? Cái này không phải còn ngồi. Tôi nói để chứ này. Hiển biết mà cô ấy còn ngồi nữa. Thì Thiên Nga nói anh Hiển giống như ông già. Mà tôi quen Thiên Nga này không phải 30 mấy năm rồi. Ở trong vô vi shop này, chắc ở đây về là mới nói vô vi shop Thiên Nga thì sốt quen. Nhưng mà ngày hôm qua khi tới đây á, tôi không ngờ có Thiên Nga cũng như Phú ngồi đây sẵn. Tôi vô tôi đi cặp 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 vậy này. Cái Thiên Nga hỏi, ủa anh Hiển sao vậy? Nói sao không vậy, lúc đó tôi quên mất. Rồi cái chân sao bên đây sao vậy? À, hết rồi, mới sao hết. Nói thiệt, tối hôm qua, tức là tối thứ sáu lúc đó mới rước thầy Châu ở phía trường về. Tới nhà thầy Châu thấy tụi nó nằm xuống tôi làm dọn con. Tôi nói thật trong lòng nha, tôi nằm xuống tôi không tin. Nằm thì nằm dậy chứ uống bấm 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 hồi tôi què hơn sao. Tôi nói thật lòng trước mặt của quý vị, trước mặt của Đức Phật tôi nói đó. Nhưng mà khi thầy Châu nằm thì tôi nằm xuống thầy Châu nằm. À trước đó anh Thái có thầy, Thái có làm trước, trước qua bữa trước nữa. Về lúc đó làm nó không có bà xã luôn, về làm rồi á. Tôi về nhà tôi biểu diễn bà xã luôn, hay quá. Rồi qua hôm sau á, thầy Châu tới nó làm lần nữa mà lúc thầy Châu anh Thái làm tôi mới về chứ gì nha. Tôi không khóc mà trước mặt cũng mấy có mấy chị phụ nữ ngồi nhà tôi cũng nhắm khóc mà nước mắt cũng chảy. Cũng đau không thấy thương luôn. Đầu gối không phải chồng đâu. Đụng như này, bấm như con chân tôi đau không thấy thương. Mà thiệt ra tiếng Anh nó có một câu là no pain, no gain. Không đau không thương. Ai chiến đấu không hề thất bại, ai cũng không nên cố một lần. Tôi nói thiệt với quý vị bữa nay, tôi khẩu phục tâm phục, vì tôi tin. Tôi xin hỏi ông mẹ mà không kể. Bà xã tôi thì vui nhưng mà tôi buồn. Các anh chị bà con biết tại sao tôi buồn không? Từ đây thì sao tôi phải làm nhà phụ mới coi. Tôi đã xây dựng 2 năm rồi. Thấy cái ứng viên mua ra thì có rồi được làm. What can I do? Mọi người bắt này đi ha. Cái điều quan trọng là gì đó? Là bắt này đi tới đây cái ngồi xuống đứng dậy. Để mình nhìn chút xíu á, ngồi đứng dậy con có khác không? Bác quay rồi. Quay rồi đấy. Ngồi xuống. Rồi. Tới đó rồi ha. Ok. Rồi. Tới đó được rồi. Không được rồi. Ok. Rồi mời bác. Bác từ trong ngày hôm qua giờ thầy Minh chữa. Hôm qua tôi đi dạy và tôi đi dạy là 7 năm. Không thể ngủ nổi. Nhưng nó là ngủ không được, cái khòm thôi. Nhưng mà ngồi như thế nãy là tôi đưa nhau đầu. Chứ nữa là đi đồ đó thì giò nó sưng hai cái giò lên như sưng hai cái giò voi vậy. Mà hôm nay hôm qua thì không sưng hết sưng rồi. Hôm qua làm xong rồi tôi găng lại tôi ngồi đó lo đầu xẹp cái chân xẹp liền. Nè xin lỗi anh sưng là sưng đầu gối hay là sưng cái chân hai cái chân rồi. Nhưng mà chân trái thì nó lại sưng.
Dạ. Cái chân phải bị nó bé bị lấy cái mạch máu cái nâng cấp nó tiêm á. Dạ. Chứ cái ra tay nó tiêm thì nó sinh bên đây không. Dạ. Dạ được rồi. Cái trường hợp đó là chút xíu. Tại vì trong cái bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phần đầu gối mở van và đóng cái van của tĩnh mạch đó. Thì mọi người chút xíu sẽ xem hai cái chân này xẹp hết chứ không phải một chân. Yeah. Rồi. Sau đó thì tôi về nhà tối hồi tối tôi về nhà nó tôi uống được đó. Thì thường tôi qua mấy năm nay tôi uống được số biết là sáng hay sáng cũng như là anh cũng nói đó rồi tôi ngủ mà khi tôi ngủ rồi đừng nghe là đánh thức như vậy đánh thức tôi ngủ 15 phút sau ai thức thì tôi thức sáng luôn có cái lúc nhiều lúc là cái gì mà bà tôi phải làm chuyện hay lớn hay là coi chung lớn quên dặn nhỏ đó tôi nghe được rồi cái là tôi ngồi đi và tôi ngồi tí ngồi xem cái thứ tôi sáng luôn tôi không biết nhưng mà tới ngày hôm sau bắt đầu nó đừng uống được yeah. Nó bằng này mới được đó. Và hôm nay hoặc hôm nữa thì tôi đắp công cục thôi chứ lên thì tôi làm cho không biết hai thứ cặp lại để lên vừa để lên rồi khoảng chừng 50 phút sau tôi không biết đi đâu rồi tôi nằm nhất sáng rồi đi thì là từ từ tôi tức kỵ tôi kêu bà nhưng mà ngày bà tức kỵ bà cái mà không hay tôi nói bà ơi tức kỵ tới giờ rồi bà cái mà dùm nữa rồi chút đi không xin cảm ơn bác. Rồi mọi người thông cảm vì hai trường hợp này là trường hợp nặng cho nên chúng tôi muốn để nhân cái thời gian để ngồi học luôn. Mình đứng ở đó. Rồi ngồi xuống đứng dậy. Ngồi xuống. Bên đây ngồi hả? Rồi bây giờ co chân lên đứng đây. Dạ. Có mạnh lên à? Cũng chưa có, chưa có mạnh bạo lắm ha. Chút xíu phải cắt. Ok. Rồi xin nói vài lời thôi. Dạ thì hôm qua được thầy chữa trị tôi thấy bớt được 50%. Thì hôm nay tôi hy vọng là thầy chữa một lần nữa thì bớt được 100% luôn. Nhưng mà giá trị khi mà thằng có vùng rộng hơn mình là tốt. Cái đầu gối mình yếu là phải cố gắng làm thêm 2 lần nữa. Bên đây là 2 người làm. Xong rồi. Xong quay lại rồi, đi lại quay lại đấy đi chân lên chút xíu ngồi lên rồi quay lại rồi, quay ngược lại quay ngược lại mọi người thấy bây giờ đi thẳng lên rồi không ngồi lại ngồi đó đứng đó rồi ngồi xuống ô tốt quá đứng dậy ngồi xuống rồi nhớ đưa cái micro nha. Đau quá. Mà lạ con gái như hồi nãy bước xuống bàn tự nhiên thấy đầu gối nó nhẹ lại. Cái gì mà hồi đó nó nặng thì nặng lên nó mới đập cái đầu gối. Bây giờ nó đập còn gì? Bớt phải. Mà khi mình cũng bước đi tôi thấy cái chân luôn. Nó dở nó không làm nha. Nhẹ hả? Có thiên hà đâu rồi đúng vậy không thiên hà? Xuống kệ không? Bây giờ thấy cái bảo phú ở trong chỗ làm á. Trong chỗ làm phú nó ra tôi thấy tôi ngồi đâu mà đi vô làm mà tôi cứ ngồi. Nó hỏi bộ vô đây làm chủ hay làm sếp hay sao ngồi bài. Thì với thầy cũng nghiêm nha. Tại vì
chân mà không mà kéo kéo nhẹ quá nhẹ đá luôn nhẹ gì mà đi hết đau không đau nữa hồi nãy thì đau rồi hết. Thì bốc đi làm công quả, đi quét lấy chú cho thầy. Cũng cảm ơn chị dâu, thầy dâu. Cảm ơn chị. Rồi, xin cảm ơn. Đi mặt đỏ lên. Ô, đây đây, đi con mình. Bên quen. Rồi. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống cho mọi người đi. Đấy, đi con này. Đứng đây, đấy, ngồi xuống, đứng đây, ngồi xuống. Ôi, quá giá, lẹ lẹ hết. Rồi, mời cũng như các bạn thầy chương trình. À, có bên đây hôm nay đến gặp thầy Châu cũng như là tất cả các em quý thầy đây anh em đây tôi 7 năm không mơ được ngày hôm nay là đứng đi đi đường lẹ lẹ vậy tôi 7 năm cầm trồng gậy đi gậy mà không phải đi thường đi còn lớn hôm nay ngày qua thì nhờ thầy Minh làm đau quá đẹp rất là đau nhưng mà giỏi chân rất là khỏe đổ còn hơi hơi nhưng mà nãy giờ mấy cô bữa nay trong lưng đặc biệt tôi được chăm sóc cô hôm nay tôi tăng lên được 20 em nữa nên nói là 80 em rồi à, tôi đi thích vẹo tôi muốn nói lần nào hôm nay tôi về lại cái là tôi cười nhìn như là cái nhiên phúc như tôi luôn hôm nay còn được thầy cũng như gặp một quý nhân giúp đỡ rồi. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ để cho anh là những người cầm gậy mà mọi người thấy đến đây rất là mệt mỏi thì mọi người lùi ra đi, cả anh đi từ đây lên kia, anh đi thấy bệnh nhân là lẹ. Bây giờ anh chạy đi. Anh trong khả năng của anh. Anh rồi, nhanh lên. Đấy. Rồi, quay lại, quay lại. Rồi, anh đi nhanh lên. Vòng nữa. Rồi, rồi, quay lại, quay lại. Quay lại, chạy lại. Rồi bây giờ chạy, chạy lại. Chạy luôn. Rồi. Chạy Olympic, chạy lại. Chạy, chạy lẹ lên. Trước, đó. Hello. Trời ơi, coi bây giờ ngon lành cái bệnh tỏn đây chứ. Trời ơi, nếu mà gặp mình sớm đâu bị đủ gì đâu. Rồi, ngồi xuống đứng dậy rồi coi chân ngon ra. Ôi trời. Trời ơi. Đó, con Bạch Linh. Rồi. Trời ơi, ngon quá. Đây, bài anh. Hôm nay thì tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn thầy Châu, thầy Sề Thái đã chỉ tôi 2 ngày. Thì cái ngày đầu tiên tôi thấy cái bớt không chỉ 50%. Thì hôm nay thì bớt thêm 30% nữa. Coi như là gần như là 80%. Thì tôi hy vọng là tất cả mọi người chúng ta khi mà biết rồi á thì mình cũng đem sự biết mình để mình giúp đỡ những người khác rồi thì cái đó được cái điều là tôi mong muốn vậy xin cảm ơn mọi người rồi xin cảm ơn bây giờ đi hốt đi anh em chùm game nào anh em khỏe bên trong đẹp bên ngoài phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186688 hoặc 0983-581-652.